Hello guys, it's me again. I'm Thanh from Amang English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Amang English. Và hôm nay Thanh trở lại với cái phần thứ hai của học bằng viên âm quốc tế IPA, phần phụ âm. Cái chuỗi bài giảng này nằm trong cái chuỗi bài giảng về khóa học chuẩn hóa phát âm online mà Thanh dành tặng cho tất cả các cái học viên cũng như là người yêu quý Thanh ở trên kênh YouTube của Amang English. Okay, so let's get started. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần phụ âm. Phụ âm thì trong tiếng Anh mình sẽ đọc là consonants, đúng không? Phụ âm, consonants. Thì phụ âm mình sẽ chia làm hai loại, đó là phụ âm vô thanh và phụ âm hữu thanh. Được chưa? Vô thanh và phụ âm hữu thanh. Các cái từ in nhạt nó là phụ âm vô thanh. Đó, mọi người có thể hình dung ra này. Còn lại các cái từ in đậm ở đây thì nó là phụ âm hữu thanh. Ok, vô thanh và hữu thanh tức là như thế nào? Tại sao lại gọi là vô thanh và tại sao lại nó có hữu thanh? Thì ở đây các bạn lưu ý cho Thanh, đó là khi mà các bạn có vô thanh, tức là cái phần chỗ dây thanh quản của mình này, nó không rung, nó vô, cho nên nó không rung. Và hơi bật ra rất là nhiều. Thanh lấy ví dụ đó là chữ chữ P này ha. Mình sẽ đọc là đó, các bạn sẽ không thể rung ở dây thanh quản ha. Hoặc là cách thứ hai các bạn có thể áp dụng bằng cách là mình để cái tờ giấy trước mặt này ha. Khi mà hơi nó bật ra rất là nhiều thì cái tờ giấy nó sẽ rung ha. Đó, mọi người thấy không ạ? Đó là âm vô thanh. Nó không rung nhưng mà hơi bật ra rất là nhiều. Thứ hai, âm hữu thanh thì khi mà các bạn chạm vào cái cổ của mình ha thì nó rung, tức là cái dây thanh quản ở phía trong cổ của mình ấy, nó rung lên. Ví dụ chữ bờ này ha. Mình không đọc là, mình sẽ đọc là b. B, 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 b. Đúng không? Hoặc là khi mà các bạn để giấy như thế này thì nó sẽ không di chuyển, tức là hơi bật ra rất là ít và nó không di chuyển cái tờ giấy này ha. B, 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 b. Đó, hình dung ạ. Đó, đây là hai cái niệm vô thanh và hữu thanh. Đối các bạn cần lưu ý trong khi mà mình học về phụ âm trong bảng phiên âm quốc tế, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ hai, chúng ta sẽ giải quyết tất cả các cái phụ âm này. Đọc như thế nào, khẩu hình miệng ra làm sao, đọc chính xác như thế nào. Rồi, đầu tiên cái âm B phở ha. Chúng sẽ đọc là gì ạ? Mím môi ha, mím hơi bật mạnh, hơi mạnh bật ra. Và thứ hai là cái phần dây thanh quản của mình không rung. Thử nhá. À, đúng không? Mình sẽ đọc là P. Again. P. One more time. P. P. Chính xác rồi. Thứ hai, đây là mình học tất cặp à, cặp vô thanh này. Đó. Thứ hai mình có chữ bờ này ha. Bờ bò á. Đúng không? Chúng ta cũng mím môi nhưng mà nó sẽ không rung. Nó sẽ rung dây thanh quản ha. B. B. Có nhiều bạn rất là bín nè. B. B. Ok, như thế rất là khó đọc đúng không? Chúng ta chỉ cần đặt nhẹ thôi, hai môi mím vào nhau là được rồi. B, 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 b. Chính xác rồi. B, b. Và cái tên này mình đọc là boat. Boat. Again. Boat. Boat. Chính xác rồi. Cặp phụ âm tiếp theo đó là tờ và đờ. Ok. Đầu tiên chữ tờ ha. Chữ tờ nó là cái âm gọi là âm răng lưỡi. Đó, chúng ta đập này, nhìn khẩu mình nghiện này. Vô thanh ha. Không rung. Đó, tức là được phát âm ra bởi cấu tạo bởi răng và lưỡi ha. Đó, tức là cái môi của mình không có tác dụng gì trong trường hợp này cả. Đó, mình sẽ đọc là T. Again. T. T. Hơi bật ra rất là mạnh. T. T, chính xác rồi. Âm thứ hai đó là âm D ha. Cách cũng là môi âm răng lưỡi nhưng mà cái này là rung ha. D, lưỡi dẹt nhá, lưỡi dẹt nhá. D, 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 d. Đó, nó không hẳn như chữ D trong tiếng Việt mà nó giật 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 giật, đúng không? D, d. Ok, mình có từ dog. Again, dog. One more time, dog. Chính xác rồi. Cặp phụ âm tiếp theo đó là chữ âm chờ và âm giờ này. Hai cặp này hơi khó. Thanh phân tích hả? Đầu tiên đó là chữ tờ chờ này ha. Nó là sự kết hợp bởi chữ tờ
và chữ sh, à nhầm, âm chữ ch này ha, là sự kết hợp giữa chữ âm t và âm sh. À đó, khi các bạn đọc này t, sh, đó, ghép hai âm vào nhau này t, sh, t, sh, t, t, t. À hình dung ạ. À rất nhiều người bạn sẽ nghe thấy âm như kiểu ch, 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 ch. À rất giống đúng không? Nhưng mà âm bản chất nó là âm tờ, âm sờ. Ch, again. Ch, one more time. Ch, ch, ch. À tờ sờ. Ch, 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 ch. Ok, chính xác rồi. Mình sẽ có từ cheese. Again. Cheese. 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 Chính xác. Âm tiếp theo là âm đờ và âm dờ này cũng tương tự. Nó bị ghép bởi hai phụ âm, đó là phụ âm d và phụ âm j. Đó, ghép hai phụ âm này. D, d, đây là hai phụ âm đều là âm rung ha, được ghép với nhau. J, 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 j. Ok, j, j, j. Chính xác rồi. Rồi, tiếp theo mình có âm, mình đọc là June. Again, June, June, June. Ok. Rồi, mình có âm gì ạ? Cặp âm tiếp theo là âm K và âm G. K là vô thanh hả? À, mình đọc là car. Again, car, car. Ok. Và âm G ha. G, g, g. Vui hữu thanh à. G, 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 g. Go. One more time. Go. Again. Go. Chính xác rồi. À, cặp phụ âm tiếp theo đó là âm F và âm V này. À, hai cái âm này được cái khẩu hình miệng giống nhau. Khác nhau mỗi là vô thanh và hữu thanh thôi. F là vô thanh, V là hữu thanh. Răng trên chạm môi dưới. À, và khi mình âm phở mình phát âm mình bật hơi ra rất là mạnh này. Hít một hơi này. Phát hơi ra. Again. Hít này. À chính xác rồi. Ok. Răng trên chạm môi dưới chứ không phải nhiều bạn bị như này này. Không quan tâm gì như vậy đâu nha. Chỉ cần đặt răng trên vào cái lòng trong của cái môi dưới thôi. À, mình thổi hơi ra là xong. Fly. Again. Fly. One more time. Fly. Fly. Chính xác rồi. Tiếp âm V cũng tương tự như vậy hả? Răng trên chạm môi dưới. Nhưng mà âm hữu thanh là rung hả? Cũng hít một hơi này. Đẩy ra. Đó. Ok. Hít một hơi này. Đẩy ra. Rồi. Mình sẽ đọc là video. Again. Video. Chính xác rồi. Tiếp theo cặp âm thần thánh mà ai cũng sai, rất nhiều người sai, sorry, rất nhiều người sai, đó là cái âm thờ này, bởi vì nó không giống trong cái âm của trong tiếng Việt. Cách đọc hai âm này là gì ạ? Bước 1, hít một hơi. Bước 2, cắn lưỡi. Bước thứ 3, đẩy hơi ra. Ok, được chưa ạ? Bước 1, hít hơi. Bước 2, cắn lưỡi. Bước 3, đẩy hơi. Đó. Rồi, thành các bạn thử thành âm đầu tiên là âm vô thanh hả? Ok, thử one more time. Thanh làm rất chậm, cả 3 bước nha, bước 1 này. Again. Rồi, đấy là trong quá trình mà mình đọc thì mình không phải hít hơi nhiều như vậy. Nhưng mà ý là Thạnh mình đang luyện tập cho nên mình cố gắng là mình lấy hơi nhiều để cho nó phát âm chuẩn nhất. Và mình đọc cái từ này. Think. Again. Think. Rồi, có nhiều người bạn như này này. Có người bạn này. Đó, không phải như vậy nhá. Không phải thổi như vậy. Thổi như vậy không được. Các bạn không phồng mồm lên như vậy được nhá. Chỉ cần theo Thanh, bước 1 hít một hơi, bước 2 cắn lưỡi và bước 3 đẩy hơi ra. Nhớ cắn lưỡi à, không phải thổi, không phải như vậy.
Mọi người nhìn không? Cái má của Thành nó vẫn nguyên này. À, chứ không phải là... Không phải là... Rất nhiều người nhé, Thành gặp rất rất nhiều người hay chữa chữa cho học viên của Thành á. Đó. Và cái từ này mình đọc là think again. Think one more time. Think. Chính xác rồi. Từ 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 thứ hai cũng tương tự, cũng ba bước như vậy nhưng mà âm này âm hữu thanh, tức là nó rung. Thành làm chậm ba bước này. Again. Đó, hình dung ạ. Nó rung à. Rồi, mình đọc theo thanh nào. This. One more time. This. Again. This. Chính xác rồi. Nào, âm tiếp theo. Cặp âm tiếp theo là âm sờ và âm giờ. À, âm sờ. Làm này. Âm này ha. Cố gắng là khi mình phát âm, kéo hai căng hai miệng ra. Again. Vô thanh ha. Rồi mình đọc là C. Again. C. One more time. C. Rồi. Âm Z cũng tương tự ha. Kéo ra như rung này. Đó. Và mình đọc là Zu. 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 Chính xác rồi. Cặp âm tiếp theo cũng là một trong những cặp âm khó. Đó. Âm này. Âm này là âm sờ, Thanh hay gọi là sờ dài. Cách phát âm âm này là sao ạ? Mọi người chu miệng lên ha. À, nhưng mà chu không phải nhu nữa. Đó, mà mình đọc là chu mà tuễ hai cái môi mình ra. Đó. Như kiểu nở hoa, mồm nở hoa ấy ạ. À, nó giống cái từ xịt xịt ở trong tiếng Việt ha. Đó. Rồi, shall, again, shall, one more time, shall, chính xác. Tiếp âm này âm g ha, cũng tương tự như rung này. Cái răng của mình cũng sẽ có xu hướng là mình sẽ khép lại ha. Đó, rồi, mình đọc là television, again, television, one more time. Television. Again. Television. Chính xác rồi. À, tiếp theo mình có ba cái âm ba âm là ba âm mũi ở trong tiếng Anh. Đó, ba âm mũi ở trong tiếng Anh. Tại sao là âm mũi? Bởi vì khi mà mình phát âm á, cái phần khi mình chạm vào cái phần sống mũi của mình ấy, nó hơi rung rung rung. Đó là ba âm mũi. Thành lấy ví dụ âm M ha, mím môi này. Mặc dù nó vẫn là âm hữu thanh ha, nhưng mà nó cũng rung cái mũi của mình nữa. Đó. Thứ hai, âm N thì sao? Âm N thì chúng ta há miệng, hé miệng hơn một xíu nữa ha. Lộ răng ha. Lưỡi dẹt. Rồi, âm ngờ ha thì mình hở mở miệng ra rộng hơn một xíu. Đó, hình dung ạ. Đây mọi người thấy nhìn cái khẩu miệng của Thanh của ba âm này á, cái cứ mức độ mở miệng của mình mở dần dần ha, mờ này, này, đó. Bây giờ mọi người thử nhìn lại kỹ này, again, one more time, đó, mà hình dung ạ, đó là cái âm, cái khẩu miệng mình mở dần ra theo rộng dần ra, đúng không? Mình đọc ra hang à. Men. Again. Men. One more time. Men. Tiếp theo. Mình có từ now. Again. Now. Now. Tiếp. Cái từ này á, từ hát á, mình không đọc là sing sing mà là sing. Sing. Mọi người nhìn cái kiểu miệng của ta kết thúc cái âm ngờ á, nó là mở miệng ra, không phải sing như ở trong tiếng Anh à, tiếng Việt đó. Sing, không phải như vậy. Ngờ nó mở miệng ra. Sing, again, sing, sing, chính xác rồi. Tiếp theo, mình có âm hát. Những cái âm trên thì mình sẽ học theo cặp, bởi vì cái khẩu hình miệng nó khá giống nhau. Còn từ cái âm, những cái âm hàng dưới này này, thì mình sẽ không học theo cặp ha. Bởi vì nó không có giống nhau, cái cách đặt miệng của mình không có giống nhau. Cho nên mình sẽ học từng âm một. Âm hát này, cái âm hát này nó hơi kỳ lạ, mình chỉ cần thổi hơi ra thôi.
Đó. Hít một hơi rồi thở ra. Đó là thành âm hát rồi. Hat. Again. Hat. Again. Hat. Chính xác. Âm L này ha. Cong lưỡi. Ừ. 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 Đó. Love. Again. Love. Love. Chính xác rồi. Âm R này ha. Ừ. 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 Lưỡi cũng cong hả? Ừ. Ừ. Nó rung. Ừ. Đó. Mình đọc là red. Again. Red. Yes. Âm W này ha. Ua. 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 Wet. 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 Rồi. Âm yes này ha. Âm giờ này ha. Giờ. 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 Okay. Yes. Again. Yes. One more time. Yes. Ok, chính xác rồi. Good job. Bây giờ mọi người đọc lại cho Thanh từ đầu ha. Luyện tập cho Thanh từ đầu các cái âm này. Rồi đầu tiên. P. B. B. Boat. T. D. D. Dog. Cheese. Cheese. J. J. June. Car. G. G. Go. Fly. V. Video. Video. Think. This. See. Zoo. Show. Show. Television. Television. Okay. Men. Now. Sing. Hat. Hat. Love. Red. W. W. Wet. Wet. Yeah. Yeah. Yes. Yes. Ok, great. Ok, rồi. Hôm nay mình đã kết thúc là mình sẽ đọc được tất cả các cái phụ âm trong bảng phiên âm quốc tế IPA. Lưu ý là Thanh luôn luôn nhắc nhở mọi người, đây là cách đọc thôi. Còn các bạn có đọc được hay không thì các bạn phải luyện tập. Đó, đó là cái lời khuyên mà Thanh mong muốn dành cho mọi người. Chính vì vậy chúng ta sẽ đặt mục tiêu là hôm nay cặp một học một âm, hôm sau học một âm và đọc liên tục như vậy. Về sau Thanh sẽ có tài liệu hướng dẫn mọi người trong cái khóa phát âm chuẩn hóa phát âm online này thì để mọi người có thể tự luyện tập ở nhà. Ok, nếu các bạn thấy video clip của Thanh hay và hữu ích và có thể học được điều gì đó từ video clip của Thanh thì hãy cho Thanh một like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ rất nhiều các bài học hay và hữu ích từ Thanh nhé. That's it for today. Thanks for watching my video and see you next time. Bye!